Nào, chào các em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Lại là mình đây, Dương đây. Tiếp tục với hành trình Potato Mod. Thì hôm nay mình sẽ làm về con Speedy. Thì mình sẽ lại phá kỷ lục tốc chạy của mình thôi. Ở một video lần trước mình làm về Speed thì mình lấy đâu đấy khoảng hơn 3.000 Speed. Thì ok, lần này mình sẽ cố gắng lấy hơn, nhiều hơn 3.000 Speed. Khoảng... cũng gọi là nhiều hơn đi, còn không rõ là mình sẽ lấy được bao nhiêu đâu. Ok, nếu như các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và đừng quên bình luận xuống phía dưới video về những nội dung mà các bạn muốn xem ở tập tiếp theo. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, một siêu phẩm nữa đây rồi. Đố các bạn nhìn thấy nhân vật của mình đấy. Mình đã chuẩn bị cho nó cái wave 3 này cực kỳ chỉnh chu rồi, nhưng là đam rất là to. Yên tâm, quái không đuổi kịp mình đâu. Tầm này quái đuổi gì đuổi mình? Đố quái đuổi được đấy. Chạy như tên bắn luôn đi, đùa. Lấy cánh này. Cánh à? Rồi, xong cánh này. Còn nên lấy bật lửa đúng không? Ok, lấy nảy đi. Này. Đây, nảy đây. 12 đam này. Phi tiêu này. Phi tiêu trắng này. Crit không thèm lấy luôn. Phi tiêu trắng này. Pick up không thèm nhặt luôn. Ok, wave 4 này. Trời ơi, siêu tốc độ này. Cái này đã gọi được siêu tốc độ chưa? Trời ơi. Chạy tiếp mù luôn. Nào, quái vào đây. Quái muốn như thế nào? Vào hết đây. Đỉnh. Chơi kiểu này đỉnh đấy. Hơi ít tốc đánh các bạn ạ. Mình phải lên chút tốc đánh. Thế thì đây. Ok chưa? Tăng dot lên. Dot đây. Đấy, từng này tốc đánh chắc là ok rồi nhỉ. Còn lại là lấy bật lửa. Phun bật lửa. Chủ đề của video lần này sẽ là bật lửa. Ai, bật lửa đây. Bật lửa nó cứ gọi là kinh khủng luôn. Còn bài này, mua này. Còn mua này. Mua nữa này. Ok, hết tiền. Ok, xong quay 5 này. Rồi, chạy thế này thôi. Không cần phải chạy nhiều. Ấy, này là đủ chưa? Này là đủ rồi. Để mình còn nhìn thấy, mình còn kiểm soát được chứ. Chạy nhanh quá, không kiểm soát được ấy. Đấy, cái này đã ok chưa? Mình còn chưa lấy nảy nhá. Thì nếu mình lấy thêm nảy nữa. Map vẫn hơi hẹp, tí mình tăng độ rộng của map đi. Đây. Lấy xong đồ rồi mình sẽ tăng này. Bây giờ lấy này. Đấy. Lấy thêm cánh này. Lấy thêm bật lửa đi. Ok. Damn. Còn bài Mua này. Cánh này. Mua cái này này. Combine này. Mua này. Lên tím này. Hết tiền. Tăng độ rộng của map đã. Rồi, cho 50% rồi nhá. Rồi, từng này chắc là đủ rồi. Đừng quái nữa đi. X5 đi.
Đó, để x5 chắc là vừa. Ui xời, chạy này. Ui xời ơi. Này người ta gọi là đi quét quái chứ đâu phải là đi giết quái đâu. Quái ra là chết, ra là chết rồi còn đâu nữa. Ui xời, ui xời, ui xời. Các bạn nhìn đam kìa. Đam khủng khiếp luôn kìa. Đam bằng hai mấy nghìn luôn ấy. Xồi ôi. Xồi ôi. Nào vào đây, vào đây. Xồi. Tuần này quái không ăn thua với mình. À, bây giờ để xem nào. Lấy gì ta? Lấy nảy tiếp nhỉ? Nảy đi. Còn lại lên lấy bật lửa. Rồi. Máu này. Cánh này. Lấy nốt cái phi tiêu tím nữa là ok đấy. Cánh nữa thì lắm cánh thế. Lại cánh nữa này. Ôi, lắm cánh thế nhỉ? Rồi. Xem nào. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Nhìn đi quét quái này. Không nhìn rõ nhân vật mình đang đứng ở đâu với chứ đùa. Trời ơi. Các bạn nhìn nó khủng khiếp không? Quét quái như thế này cơ mà. 26.000 đam. Tốc chạy thì ít ít thôi nhưng mà đam thì to. Quay 7 xong này. Rồi nó đánh. Nó đánh nhanh kinh khủng ấy. Ok. Lấy thêm tăng máu, hồi máu các kiểu này. Tốc chạy này. Bật lửa này. Nảy này. Cứ xoay, xoay quanh ba cái này mà lấy thôi. Ba mươi tầm này. Mười lắc cũng được. Cái này này, cái này này. Rồi, full rồi. Dồn xem có gì hay hay thì lấy. Ôi, lắm cánh lắm vây cá mập thế nhở. Lại cánh lại vây cá mập này. Cánh tiếp này. Ôi, nắm cánh thực sự ấy. Năm mấy cái cánh đến nơi rồi. Rồi, tiếp tục quay 8. Chạy nhanh thế, chạy chít thế. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Không nhìn thấy quái đâu luôn. Đứng im chờ quái tới xem nào. Ui giời nó sấy kìa. Ui giời nó sấy kìa. Ui giời nó sấy kìa. Khủng quá. Sồi chạy nhanh quá, chạy nhanh quá bạn ơi. Không biết các bạn có nhìn rõ không nhưng mà chạy nhanh quá. Rồi. Ok. Xong rồi. Lấy thêm tí nảy đi. Nảy này. Áo choàng nữa cũng được. 2000 tốc đánh đi. Anh nhầm cái áo hút đi chứ. Cánh này. Bật lửa này. Attack speed. Lắc. 600 speed thì cơ mà. Cánh này. Free zone. Brain. Cánh này. Nằm mấy cái cánh rồi. Nhiều cánh, nhiều vây quá nhỉ. Toàn ra cánh với vây cá mập thôi. Nhiều cây hơn cũng ngon. Vây cá mập này. Cá
cánh này, đây các mập lóc lại. Ok, quay 9 này, từ từ mình x tượng quái đi, x8.5 nhá. Trời đi, chuyển đi, nhào vô kiếm ăn đi. Ui sồi quét này, ui sồi nó quét này, ui sồi nó quét này, chóng mặt luôn đi chứ đùa. Ui, đứng nhìn xem nào, này chóng mặt quá. Sồi nó sấy kìa, nhưng mà đứng im công nhận sấy tít thật. Quấy, 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 quấy. Nhưng mà đứng im thì con này bị trừ 100 giáp mà. Trừ nhiều giáp quá. Không sao, không sao, không sao, không sao, sấy tốt. Không sao, không sao, sấy được hết. Uầy, nhìn kìa, các bạn nhìn nó sấy kìa, kinh khủng. Bây giờ lấy cái đứng im mà tăng tốc, à tăng giáp ấy, thì mình đứng im thì mình sẽ không bị ấy giáp nữa. Ok, còn lại là lấy tốc chạy đúng không? Tốc chạy này, 25% attack speed khi đứng im này. Đam tăng à? Không cần. Rain đúng không? Rain. Rain thì chính ta một kia. Lấy thêm cái này nữa. À, meta speed. Cánh này, vây này. Nhiều cánh với vây dã man ạ. Đây nữa này, đây nữa này. Lấy full cánh với vây thôi. Quay tiếp này. Ờ, tiếp tục quay 12. À, quay 10 này. Ui, đứng im của mình bây giờ còn được tăng lên 84% giáp nữa rồi. Thoải mái đứng im luôn. Đứng im tới chết luôn này. Từ giờ trở đi là chỉ lấy bật lửa thôi đấy. Trời, nó sấy. Sấy điên đảo luôn. Chỉ cần đứng im thôi, còn lại cứ để phi tiêu lo sấy hết. Sấy kinh khủng nhờ. Rồi, map rộng như thế này mà nó sấy này, nó sấy toàn map luôn. Ở chỗ nào có phi tiêu luôn ấy. Sợ thật. Oh. Lại một đống hòm nữa. Đống hòm này chắc là lấy cánh đi. Cánh ấy. Tăng tốc chạy lên. Còn lại lấy bật lửa. Ok, xong bật lửa cánh này. Ok, tiếp tục quay 11. Đẩy hết. Từ từ. Mình tăng lượng quái lên các bạn ơi. 12 đi. Kinh khủng luôn. Uấy, tha hồ mà sấy. Tầm này đứng im không sợ luôn. Đứng im của mình là 84% giáp rồi. Quái thoải mái mà lao vào. Để xem mình chạy nhanh như thế nào nhé. Ui xuôi tốc biến này. Ui xuôi tốc biến này. Ui giời. Ui giời tốc biến này. Ui giời. Tốc biến cũng kinh lắm. Từ này bỏ xèo. Quái không chết nhả lại. Đấy. Ui giời. Đúng kiểu tốc biến luôn ấy. À, sao bây giờ lấy cái gì nào? Bật lửa này. Cánh à? Cánh cũng được. Nảy đi. Ok. Giáp 20 lắc 8 đam.
À, cái này lấy cũng được. Vega mập. Cánh này, Vega mập. Cánh này. Cánh này. Cánh này. Vega mập, cánh Vega mập này. Vega mập này. Cánh này. Vega mập này. Vega mập này. Ui, súng rồng này. Không, súng rồng thì mình sẽ để một video riêng. Thật là khủng khủng khiếp cho súng rồng. Không thể chung đụng được mấy cái này được. Ok. Tiếp tục với Way 12. Way này Way Cobot ấy. Way Cobot thì phải tăng được thời gian lên x2 lần. Quái x100. À nhầm. Bot x100. Quái x15. Ok. Nhào Pokemon. Way 12. Ui rồi sấy này, các bạn nhìn sấy này. Mặc dù chơi di chuyển nhưng mà mình lại đứng im. Đấy, thế mới buồn cười. Cơ bản đứng im cũng mạnh quá. Đứng im nó kinh khủng quá. Tốc chạy thì đây. Đây là tốc chạy của mình này. Đấy, chạy như này đã không đủ kinh khủng chưa. Chạy chóng hết cả mặt đi. Chóng hết mặt này. Đỡ rồi được. Trời ơi. Kinh khủng thật. 400.000 đam rồi đấy. 410.000 đam. 410.549 đam. Ui xời. Khỏi đứng im, đứng im. Đứng im các bạn nhé. Đứng im cho nó đỡ đỡ chóng mặt. Ui giời, sấy ép. Sấy ép luôn đi. Nào, quái ra đây. X 15 lần quái rồi mà không ăn thua. 100 con boss. Quái không thể tiếp cận được luôn ý. Sợ thực sự. Cứ ra là ở thế này. Mình chạy nhanh dã man. Ủa, hình như xong 100 con boss rồi sao ấy nhỉ. Xong 100 con thì ok. Cũng hết luôn x2 thời gian rồi. Giết 100 con boss thật ạ. Ai trưởng thật. Thế thì cánh thôi nhỉ. Tha hồ mà lấy cánh còn gì nữa. Cứ cánh mà lấy. Ok, xong với 12 này. Thêm 5 cái nảy đi. Rồi, tốc đánh 20% đam này. 15 lắc đi. Tầm này cần gì máu. Tầm này, riêng tầm này không cần máu luôn. Máu là phù du. Cánh này. Bao nhiêu cái cánh rồi? 214 cái cánh rồi. Sợ thực sự. 214 cái cánh. Bồi tiếp 24 cái vây cá mập nữa thì quá kinh khủng. Ờ, mình phải roll đồ chứ. Roll đồ để mà kiếm thêm cánh với các thứ chứ. Potato. Nhiều cây hơn. Cái gì mà có thể tăng được tốc độ là mình lấy hết. Đây. Tăng tốc độ này. Cái này không lấy được. 7.000 tiền. Rốt thoải mái. Cứ cánh mà rã thôi. Bao nhiêu cái cánh rồi? 222 cái cánh rồi.
Vây cá mập này. Vây cá mập. Vây cá mập. Cánh này. Vây cá mập này. Vây cá mập này. Trời ơi. Quá nhiều tốc chạy. Ồ, hết tiền. Vây 13. Từ. Tăng lượng quái lên nữa nha các bạn nhá. Khoảng x20 đi. Ok. Vây 13 luôn này. Ui trời ơi. Quên không giảm lượng thời gian xuống rồi. Quên mất. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Không ăn thua. Ôi sao may mắn của mình bị giảm nhiều thế. May mắn của mình giảm những số phần -18 kìa. À do mình lấy cái cánh nhiều. Ừ. Quên đấy. Sao tí nữa sẽ bù lại sau. Giảm được quá đi một chút các bạn ơi. Không để nhiều nó lap á. Đấy để tầm này đẹp này. 2.600 tốc chạy. Quê này để không có hòm. Quê này để có mấy hòm thôi. Ui các bạn nhìn đam kìa. 208.000 đam kìa. Đam cơ bản là bên trái cái chỗ 5 đấm ấy. Còn đam mà hiện thật ở trên màn hình thì nó là bao nhiêu? 2 triệu đam á. 2 triệu đam thật á. Kinh khủng nhờ. Kinh thật đấy. Thôi ngồi chờ hết thời gian đó. Tại mình vừa nãy mình ít cái thời gian lên để mình đánh boss ấy. Mình quên không giảm xuống nên là nó hơi bị nhiều. Chờ xem hơi lâu tí. Thoải mái đi. Quái cái ra thoải mái. Mình không chết được đâu mà lo. Ui xui này. Chạy một phát thì ngang với tốc biến không. Này mình tốc biến lại phát nữa cho các bạn xem này. Đấy. Ok. Kia cho cả lấy may mắn đi. Bù may mắn vào. Tự nhiên cái quay vừa sau mình lấy cái vây cá mập nên là nó bị trừ nhiều may mắn quá. Ok. Này lấy đánh cũng được. Xong nó đánh cũng được. Đánh cũng được. Dot à. Dot cũng được. Avet cũng được. Dam cũng được. Này thì Ronaldo lấy cánh thôi. Cánh này. Mà sao nó không ra cái bật lửa ha. Thôi không lấy vây cá mập nữa nhá. Lấy vây cá mập nó trừ. Trừ may mắn của mình đi. Lấy cánh rồi nhá. Phun cánh này. Cái cánh rất là thích nhất. Tên lửa này. Cánh đâu. Cánh đâu. Súng rồng kìa. Nhìn súng rồng thèm thế. Bảo làm video về súng rồng mà chưa làm được. Ok. Potato. Giờ chỉ lấy cánh thôi. Thôi. Ui dồi, ui dồi. Đố các bạn nhìn những nhân vật đâu đấy. Chạy như thế này thì các bạn nhìn đấy làm sao được. Thôi đứng im này, đứng im này. Không thì chạy nữa thì các bạn còn lâu mới nhìn thấy nhân vật của mình. Ui, đam to thế nhỉ. 2 triệu 3 đam rồi. Hai triệu ba trăm mười chín nghìn chín trăm sáu mươi sáu đam. Cũng kinh khủng phết đấy. Ôi lại quên giảm thời gian rồi. Hey.
không nhớ gì cả. Không nhớ gì cả đầu mới cả. Nhảnh dã man thể đàm kìa. Đàm không to được. Sợ thật. X12 lượng quái lên rồi. Ôi chạy tí. Không chơi speed mà lại đứng im thì hơi kỳ đúng không? Hết thời gian chưa nhỉ? Lâu thế. Ôi trời, rồi hết thời gian rồi đấy. Thấy tách 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 kia là biết rồi. Rồi giờ lấy bật lửa nhá các bạn nhá. Bật lửa này. Bật lửa giờ cộng 2000 đam, 2007 đam mỗi cái bật lửa rồi. Nhiều quá, nhiều quá. Ok, lấy thêm cái tên lửa đi. Tên lửa đâu ấy nhỉ? À nhầm. Ờ đúng rồi. Cái này như kiểu là cái ờ đúng, nó là cái tên lửa đấy, có gì nữa. Lắc này. Vẫn phải roll chứ. Roll để lấy cánh mà. Cánh này. Cứ cánh mà dã thôi. Cánh nữa này. Cánh này. Xem là bao nhiêu cái cánh này. 245 cánh này. Mà sao rôn đồ nó không ra được cái bật lửa cho mình nhỉ? Toàn ra cánh này. Toàn ra cánh với vây cá mập. Cánh này. Cánh này. Potato. Cánh. Cánh này. Mình mà lấy cả cái vây cá mập thì tốc chạy của mình nó còn kinh nữa. Nhưng mà mình không lấy. Bởi vì đấy nó bị trừ may mắn của mình nên mình không thích. Cỡ đấy 9% à. Dám crit xuống luôn. Không chơi crit luôn. Tầm này cần gì crit. Không cần crit. Rồi. Quay 15. Đứng nghiêm đánh boss này. Rồi. Đứng im luôn. Không cần di chuyển. Mặc dù là chơi nhân vật speed. Chơi về tốc độ. Nhưng mà chỉ cần đứng im thôi. Là đủ để giết hết bọn này rồi. Một trăm con boss. 100 con boss. Hơn 100 giây. Chắc là thừa thời gian để nó spawn đấy. À, khả năng clear quái này các bạn nhìn này. Kinh khủng không? Quá là điên đảo luôn. Này chạy này. Chạy này quái có mà đuổi. Chạy như này thì quái có mà đuổi. Vừa không mắc. Như kiểu tốc biến luôn. Trời ơi. Quái này. Quái không đỡ nổi luôn. Trời, nhìn đam kìa. Đam cơ bản của mình là 462.000 rồi. Còn đam thực tế ở trên trên map mà khi giết quái là 5 triệu đam. 5.536.265 đam. Kinh khủng. Vẫn chưa hết boss à? Nhiều boss thế nhỉ? Quá nhiều phi tiêu luôn.
giống kiểu đa trọng ảnh phân thân. Còn đây là kiểu đa trọng ảnh phi tiêu. Thuật ninja. Đúng rồi, thuật ninja thật. Đa trọng ảnh phi tiêu. Mà di chuyển nó còn nhanh như ninja nữa thì... Đúng, con này phải đặt tên là ninja đúng. Trời ơi. Lại mà đống hòm nữa thì... Tha hòm mà lấy bật lửa. Phun bật lửa chứ còn gì nữa. Làm sao có thể tự bỏ được. Cứ bật lửa mà dã thôi. Chắc phải lên được khoảng triệu đam. Triệu đam. Không lên được triệu đam rồi. 900.000. Ok, còn lại lấy cái này đi, jetpack đây. Tăng nhiều tốc chạy cho nó xuống. Âm 35 giáp. Kinh khủng. Âm 35 giáp. Cánh này. Cánh này. Rôn để lấy cánh chứ. Sao lại không lấy cánh được. Cái này lấy được này. Cái này lấy được này. Phi tiêu đỏ ăn hoài. Phi tiêu đỏ mình full từ lâu rồi. Uầy, minigun kìa. Minigun cũng hay đấy. Nhưng mà đang chơi phi tiêu rồi. Đang chơi phi tiêu rồi thì thôi. Video khác sẽ chơi minigun sau. Uầy, thêm được mấy cái jetpack tên lửa này. Kinh khủng phết nhỉ. Ôi, bỏ qua cái nhiều cây hơn rồi. Uầy. Nhiều đồ dã man. Cánh này. Uầy, 38 cái jetpack này. 275 cánh rồi. 289 cái bật lửa rồi. Power generator rồi. 5 đấm lửa rồi, cánh đi. Cánh tiếp. 278 cái này. Potato. Rồi. Xong quên 16 luôn đi. Từ từ giảm được thời gian xuống. Vừa này x lên. Không giảm xuống. Ok. Ui xổi, clear này. Clear quái là siêu nhanh luôn. Ui xổi quái này. Quái ra không kịp ngáp. Mở mồm ra là chết. Chạy nhanh quá. 3.700 tốc chạy. Ui xổi, nó đánh này. Các bạn nhìn trông nó giết quái này. Siêu kinh khủng luôn. Ui xổi, quái. Quái không sống được luôn ấy. Xong quay. Giờ chắc là lấy cánh rồi. Lên khoảng 5.000 tốc chạy đi. Cho nó căng. Nhìn cho nó đẹp. 4.300 rồi. Mà mới là quay 16 thôi. Thì chắc là làm được. Đấy là mình còn không lấy V cá mập đấy nhá. Mình mà lấy cái V cá mập nữa thì nhiều lắm. Máu mình bị trừ đi hơi nhiều ấy nhá.
cánh. Ui, tí nữa thì mua khẩu snai rồi. Ui, mỗi lần lấy cái tên lửa lấy là trừ 6 máu đấy. Trừ nhiều máu ấy trưởng ấy. Cánh này. Cánh nữa này. Thôi hết tiền rồi, quay 17 nào. Ui xời ơi. 2 triệu đam. 2 triệu 225 nghìn. À đâu? 22 triệu đam chứ nhỉ? 22 triệu. 22 triệu 250 nghìn. 004 đam. Đứng im thôi, chưa cần di chuyển. Ôi, nhà tiền này. Các bạn nhìn tốc chạy này. Ui, di chuyển mà bị quái đập là nó cũng gần chết đấy, không đùa đâu. Thôi cứ đứng im cho chắc. Đứng im mình có cả giáp nữa. Rồi. Lấy thêm tí máu à? Lấy thêm tí máu đi. Chris đây. Còn lấy thêm cánh cũng được. Lấy thêm cánh cho lên tròn 5.000 speed đi. Mình định từ đầu là mình lấy 15.000 speed cơ. À 10.000 speed cơ. Nhưng mà thôi, video sau thì mình sẽ lấy video nào đó đi. Mình sẽ lấy đủ 10.000 speed sau. Quay này là quay có bot. Quay có bot thì lại phải cẩn thận rồi. Đá. Khiên. Cánh. Potato. Ui, nó ra được mấy khẩu sniper đỏ chóe luôn ấy. Ôi xồi, quái. Tầm quái con thua rồi. 29 triệu đam rồi. Máu thì hơi ít, nhưng mà đam thì kinh khủng. 29 triệu đam thì đỡ kiểu gì. Ôi xồi, nhìn một quái tiêu diệt kìa. 2600, 2700 con quái bị tiêu diệt. Không đỡ nổi luôn. Mặc dù là chơi con nhân vật có thể chạy nhanh, chạy cực kỳ nhanh, nhưng mà mình không chạy. Mình chỉ đứng im thôi. Đứng im như này nó khủng khiếp. Thời tốc độ. Ui. Tốc độ đánh cũng 18.000 kìa. Giờ để ý đấy. Kinh khủng do phết. 5.000 speed rồi. Thôi giờ lấy bật lửa thôi. Phun bật lửa đi. Lên được khoảng 2 triệu đam thôi. Xem nào. Ờ được cả 2 triệu tròn này. Biết chọn lựa phết. Q19. Ui rồi nó sấy. 39 triệu đam. Đỡ kiểu gì. 18.000 attack speed. Tầm đánh là 11.000. Chỉ cần đứng im và sấy thôi. Nhìn ảo ma Canada nhỉ các bạn nhỉ. Ngờ quả. Quả speed này mình để build được cái kiểu này luôn ấy. Lúc đầu mình không định build được kiểu này đâu. Lúc đầu mình định build kiểu full tốc cơ. Không ngờ mình lại chơi theo cái kiểu đứng im như thế này.
cũng hơi bị bất ngờ một chút. Ui, nhiều material thế. Đi nhặt một tí. Ui, chuyện này dã man rồi. Không nhìn thấy mình đâu luôn mà. Để xem nào. Lấy cánh không? Hay là lấy cái gì đây? Hay lấy tiếp tục cái này. Ừ, bị trừ máu nhiều quá. Giáp. Ok. 200 đam. Rồi, sau quay 20 luôn các bạn nhá. Chiến luôn này, đứng nghiêm luôn, không cần di chuyển. 44 triệu đam. 5.000, cứ gọi là 5.500, 5.500 tốc chạy đi. Kinh khủng nhờ. Bốn triệu đam, khá to đấy, khá lớn đấy, không thể giảm vừa đâu. Để lên được 44 triệu đam như này là cũng cả vấn đề đấy. Bình thường chơi được khoảng vài trăm nghìn hoặc là vài chục nghìn đam là nhiều lắm. Bình thường mình hay dừng ở cái mức khoảng 20-30 nghìn đam này. Chứ không mấy khi mình rẻ lên cái mức là mấy chục triệu đam như này. Thậm chí có những video nhá mà đam lên cả tỷ. Sợ rồi. Cái đợt mà mình mới tải mod mình chưa lên video, mình chưa đăng lên kênh, có những cái quả trận đấu ấy, mình chơi đến khoảng chục tỷ đam. Bởi vì mình để cái lượng thời gian nhiều, xong rồi mình để được may mắn nhiều, xong rồi lại còn lấy kiểu material đổi máu ấy, con máu đổi thành đam ấy, thì nó kinh khủng lắm. Ok, đây là video về 6 cái shuriken với cái con speedy, con tốc độ này. Thì đâu đấy thì mình lấy xương xương được khoảng 2.169.801 đam. Đây là đam ở trên, đang ở trên thông số rồi nhá. Còn tốc chạy xương xương khoảng 5.488, cứ quay như là 5.500 tốc chạy đi. Còn đam thực tế thì ở trên vừa nãy như các bạn thấy đấy, 44 triệu đam nhá, 44 triệu đam ở trong trận đấu. Lấy được đâu đấy khoảng nói chung là về những cái thứ liên quan tốc chạy thôi nhá. 66 cái jackpack này, 396 cái chuyển hóa tốc độ thành đam này, 407 cái cánh này, xương xương thêm khoảng 40 cái vây cấp ẩm. Thì đây là video mình định làm về full tốc độ cơ. Thế nhưng mà tự nhiên trong trận đấu mình lại thấy cái tên lửa nó cái bật lửa nó hay quá, thế nên là mình chuyển sang cái kiểu chơi đam luôn. Đó, mới lại lấy thêm khoảng mấy cái mà trừ tốc chạy khi tăng giáp khi đứng im ấy. Đâu rồi nhỉ? Cái tăng giáp khi đứng im đâu rồi? Mới lại cái tăng tốc đánh khi đứng im cái này. Cái này tăng tốc đánh khi đứng im này. Còn cái tăng giáp khi đứng im đâu ấy nhỉ? Tăng giáp khi đứng im đâu ấy nhỉ? Đây. Trừ 5 speed nhưng mà tăng 8 giáp. Cũng hay. Nói chung là video này là mình cũng kiểu làm ngẫu hứng thôi. Chứ không có cái ý định là làm theo cái chủ đề hay là như thế nào cả. Không chả kéo ai cả mà đây là mình làm ngẫu hứng thôi. Ok, nếu như các bạn xem video thấy hay thì hãy để cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đừng quên comment xuống phần bình luận về những nội dung tiếp theo mà các bạn cũng xem nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, see you again later.